Thì mình thấy này, đây này. Cái vùng này là vùng việt số 8, 12, 20. 8, 12, 20. Thì cái vùng này vừa là phản chiếu cổ họng, vừa là phản chiếu miệng. Đấy, xem có quay không? Quay này. Vừa là 8, 12, 20 là vùng phản chiếu họng này, phản chiếu miệng này. Đối với trẻ chậm nói thì cái vùng cổ họng này và vùng lưỡi nó co cứng mà nó không nói được. Hoặc là gì, những người bị tai biến ấy, vùng này lâu ngày nó co không nói được, lưỡi nó rụt vào. Thì mình gõ dùng cái đầu gôm này, gõ, mình sẽ đặt một ngón tay mình, đặt một ngón tay lên trên này để mình cố định. Đấy, mình gõ nhẹ nhàng thôi. Đấy, mình gõ như này có khoảng vài chục tiếng đếm. Đấy, vài chục tiếng đếm. Đặt ngón tay ở đây để cho cái búa này nó không chạy lung tung, nó cố định tại một điểm. Gõ vùng này. Cái vùng này là vùng giữa hai đầu mắt, vùng lõm nhất của xương sống mũi. Thấy chưa? Có khoảng vài chục tiếng đếm nhỉ, gõ nhẹ nhàng thôi, không là đau. Trẻ nhỏ thì phải càng nhẹ hơn nữa. Vài chục tiếng đếm xong rồi, bây giờ mình sẽ gõ hai bên này, hai bên tai này. Cái vùng dưới này, dưới này chính là vùng vùng họng này. Đấy, vùng họng đây ạ. Gõ này. Đấy. Ngay dưới dái tai ạ. Gõ vài chục tiếng đếm. Đúng không nào? Đấy. Thấy lưỡi nó rung ra và nó sẽ thấy nó tiết nó bọt ra. Chính xác thế tiết nó bọt. Cách này gọi là cách để cai nghiện thuốc lá. Ông nào mà lên cơn nghiện cứ cầm cái này gõ, tiết nó bọt ra, ra hết hết thèm. Gõ này, rượu có được, đang nghiện rượu đấy. Gõ này, gõ này thì nó rung cả lưỡi cả quai hàm lên. Gõ đỏ lên, tác động vào. Chị thấy sao? Cảm nhận nó chạy đi đâu? Nó kiểu trong lưỡi mình này. Vâng. Nước bọt thì nó đối về tiếp á. Tức là những người mình đó, lưỡi người ta co vào, cứng vào. Đấy, gõ là nó mềm này. Rồi bây giờ cả bên này đấy. Cũng gõ khoảng vài chục tiếng đếm như vậy. Đấy, gõ tay mình giữ như này để nó cố định. Cố định. Đấy, xong. Cái này cũng gõ khoảng vài chục tiếng đếm như vậy. Tiếp theo vùng này nữa này. Nắm tay vào như này. Đây là gì ạ? Cổ. Cổ họng. Gõ. Trẻ nhỏ thì mình gõ nhẹ nhàng thôi. Đấy, gõ như này. Một ngày làm bao nhiêu lần các bác? Ba đến bốn lần. Ba bốn lần. Gõ nhẹ nhàng này. Chưa cần dùng việt gì nhá. Chưa cần dùng việt ạ. Đấy. Mũi thì mình gõ hết sức nhẹ. Đầu. Dạ. Rồi. Xong đây cổ tay này. Đấy, gõ cổ tay bên kia nữa cũng như vậy. Cũng khoảng vài chục tiếng đếm. Từ 30, 50, 60 tiếng đếm đều được. Gõ cổ tay. Sau đó này đến ngón tay này, các bạn này. Chọn ra ngón dài nhất này. Đó, đây cũng là họng này. Họng thấy chưa nào? Đấy, đây. Đau không nào? Thế nên trẻ nhỏ gõ nhẹ nhẹ đâu. Tiếp theo đây này. Kể cả những ngón tay có súng nhau các bạn, nhiều người co vào như này thì gõ tại chỗ. Tại vì cái búa này nó cái đầu gôm này chống co cơ mà, gõ thì cơ nó giãn ra. Thì là ngón tay sẽ duỗi thẳng. Kết hợp cả với cái thằng này. Này, lăn ở đây này. Thì ngón tay nó sẽ duỗi trước, có người học viên đi cứ suốt ngày này. Lăn sau 2 tháng sau duỗi thẳng đến lúc khỏe. Đây bị gãy này. Đấy, cũng có lăn. Rồi tiếp theo gõ chữa về cái họng này, gõ ở đây. Xong rồi tiếp theo ngón này nữa. Đây. Hai tay. Đó, cả hai tay ngón giữa với cả ngón giữa với cả ngón cái. Hai tay này. Và yêu cầu phải dựng thẳng lên như này, nó mới giống người. Đây nữa, đợi. Mỗi nơi khoảng vài chục tiếng đếm và một ngày làm 3-4 lần như vậy. Đây là chữa chữa cho trẻ chậm nói. Chậm nói này, cho những người bị tai biến và không nói được. Co cơ đấy, co cơ. Như làm một lượt như thế này là một lượt, sau đó quay lại lượt thứ hai. Thế là sau bao nhiêu lâu rồi quay lại? Chỉ cần thế này thôi, sau đó là sáng, trưa, tối và sáng, trưa, chiều, tối. Tức là chỉ một lượt như thế này. Thế thôi là đủ ạ. Từ cứ bị khi này, đúng này, đúng này. Đâu, kia nó cứng ở những chỗ này cứng ạ à? Thì làm đúng như thế ạ à? Bác cứng như này đây cứng mấy cái đầu này này bác cứng ở những đầu ngón tay này bác đi khám chưa bị thương khớp à không chứ phải là khớp này mình sao chưa biết là co này đau cái gì nó cứ co mà nó cứng nó đau thì bác cứ lăn thế này đã vâng. Sau đó lấy cái búa đấy gõ gõ thẳng vào đây gõ thẳng gõ nhẹ đấy thì đồng thời cái búa đấy nó sẽ làm giãn những cái cơ này ra là mình khi mình gõ mình thấy rằng vâng
tay mình đây này, tay này nhất là buổi sáng ngủ dậy là nắm vào này rất là đau, cho nên nhiều lúc mình căng như này xong rồi nắm vào này. Vâng. Rất là đau. Thế thì cô chỉ được lấy cái này qua lăn xem giãn ra được. Cũng vẫn phải dùng cái này để gõ được. Vâng. Ok. Thank you.